Xin chào chị em và các bạn nhé. Thường thì chúng ta vẫn hay làm cái món gỏi cuốn tôm thịt nè, gỏi cuốn cá hấp hoặc là gỏi cuốn bì để ăn đúng không nào? Thì hôm nay chị em và các bạn thử làm cái món gỏi cuốn ức gà ăn xem sao nhé. Món này mình làm thấy ăn vừa ngon và rất lạ miệng luôn nè. Đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta đó mà đang ăn cái chế độ giảm cân này, làm cái món gỏi cuốn này ăn rất là ngon và phù hợp luôn. Món này ăn thì không sợ mập đâu chị em và các bạn nhé. Rồi bây giờ mời chị em và các bạn cùng bấm bếp làm cái món gỏi cuốn với mình nhé. Thì cái thành phần nguyên liệu để làm cái món này đó mình có để trên màn hình. Nếu chị em và các bạn mà xem không kịp đó thì vào trong phần mô tả xem giúp mình nha. Trước tiên thì mình sẽ đem cái ức gà này đi làm sạch nha chị em các bạn. Thì mình vẫn thường hay sử dụng cái rượu gừng này để mình rửa gà này chị em các bạn này. Cái này á, rửa nó sạch mà rất là thơm luôn. Chị em các bạn cũng có thể là sử dụng chanh giấm hoặc là nước muối để chúng ta rửa cũng rất là sạch nha. Mình sẽ rửa đi rửa lại vài nước như vậy cho nó sạch là được rồi. Tiếp theo đây thì mình sẽ đem cái ức gà này đi luộc nha chị em các bạn. Mình cho vào nồi khoảng 1 lít nước, rồi mình cho vào đây một thìa canh nước mắm, nửa thìa cà phê bột ngọt, cho thêm vào vài lát gừng, vài củ hành đập dập nữa, rồi cho vài cái lá chanh nữa cho nó thơm nha. Mình sẽ cho ức gà vào luộc khi nước còn lạnh này chị em các bạn nhé. Ức gà này á thì mình luộc khoảng 7 đến 10 phút là được đấy chị em các bạn. Chúng ta cũng có thể dùng cái đuôi đũa chúng ta xâm vào thế này này. Thấy cái nước trắng nó tươm ra, như vậy là ức gà nó đã chín rồi đó chị em các bạn. Tuy nhiên chị em các bạn á, tắt bếp và để trên bếp cho mình khoảng 3-4 phút nữa nha. Rồi chúng ta lại vớt ra sau. Thì hôm nay mình sẽ chấm cái món gỏi cuốn này bằng cái nước sốt bơ đậu phộng nha chị em các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nước sốt này nhá. Mình cho bơ đậu phộng vào, cho thêm nước tương, nước cốt tắc, tương ớt, mật ong, bột tỏi, một ít ớt bột nhé. Rồi mình sẽ cho nước lọc vào và mình quậy cho nó tan đều ra. Thì cái nước sốt bơ đậu phộng này á là chúng ta phải làm cho nó sền sệt, cho nó xanh xanh như này chị em các bạn này, để khi ta chấm cái gỏi cuốn nó quyện vào trong cái nước sốt á, ăn thì nó sẽ rất là thơm và ngon hơn nhé. Cuối cùng thì mình sẽ cho thêm mè rang vào cho nó thơm nha chị em các bạn. Thì để ăn kèm với lại cái món gỏi cuốn hôm nay á, mình cũng đi chuẩn bị một ít cà rốt, dưa leo và một số rau thơm nha chị em các bạn. Thì cái rau củ quả này á thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Tuy nhiên mình cũng ngâm qua nước muối một xíu để khi mình ăn cho nó đảm bảo an toàn vệ sinh nha chị em các bạn nhé. Cà rốt này á mình sẽ gọt bỏ cái phần vỏ đi, rồi mình sẽ thái lát, rồi mình thái sợi nha chị em các bạn nhé. Còn cái dưa leo này chúng ta cũng cắt bỏ bớt cái phần ruột đi chị em các bạn ạ. Cái này ăn nó không có giòn, mình lấy cái phần thịt ngoài thôi để mình cũng thái thành sợi vừa ăn nhé. Thì ức gà sau khi mình luộc xong rồi mình tắt bếp, mình để trên bếp như vậy á khoảng 3-4 phút á, rồi mình vớt ra thì ức gà nó rất là trắng chị em các bạn ạ, và mùi rất là thơm luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đem cái ức gà này đi thái ra từng cái lát mỏng vừa ăn nhé. Thì mình cũng đã chuẩn bị xong tất cả cái nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm cái món gỏi cuốn ức gà nha chị em các bạn. Thì chị em các bạn cũng có thể là vừa cuốn vừa ăn, hoặc là chúng ta cuốn trước như thế này để sau đó chúng ta ăn cũng được nhé. Thì mình sẽ cho những cái gì mà mình thích ăn vào, như rau xà lách này, dưa leo, cà rốt, rau thơm, thêm một chút bún. Rồi chúng ta cho ức gà vào và cuộn lại. Nhớ là chúng ta cuộn chặt tay một chút nha chị em các bạn nhé. Chặt tay thì khi cái gỏi cuốn nhìn nó sẽ đẹp hơn.
mình không được khéo tay lắm cho nên là mình cuốn cũng không được đẹp lắm nhá. À, chị em nào mà khéo tay thì cuốn nó rất là đẹp luôn á. Đây cái gỏi cuốn mình cuốn xong này, mình cắt ra thế này nhìn ở trong cũng rất là đầy đủ nha chị em các bạn nha, trông rất là ngon luôn. Thì cái này bây giờ chúng ta có thể chấm vào trong cái nước sốt bơ đậu phộng này để ăn thì cực kỳ ngon luôn các chị em các bạn này, nó rất là thơm, vừa thơm vừa béo. Thì ăn cái gỏi cuốn này á, nó vừa ngon mà lạ miệng mà cũng không sợ mập lắm đâu chị em các bạn ạ, bởi vì chúng ta sử dụng rất là nhiều rau, với lại cái ức gà thì nó cũng ít cái chất béo á, cho nên khi mình ăn vào nó cũng ít ngán mà nó không có sợ béo nhá. Rồi mình cũng cảm ơn chị em và các bạn đã dành thời gian xem video của mình nhá. Xin chào chị em và các bạn, chúc chị em các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe nhá.